Chào các em học sinh khối 10. Cho đến thời điểm hiện tại thì các em đã học xong phần 1 của chương trình vật lý lớp 10, đó là phần chuyển động cơ học. Nhiệm vụ tiếp theo của các em là nghiên cứu phần 2 của chương trình. Đó chính là phần nhiệt học. Và cái chương đầu tiên mà chúng ta nghiên cứu trong phần 2 này chính là chương 5, chất khí. Các em quan sát trên màn hình. Hình thứ nhất là nước đá. Hình thứ hai này là cái chai đang chứa chất lỏng. Và hình thứ ba này là cái hơi nước đang bay lên. Câu hỏi đặt ra cho các em: tại sao nước, nước đá và hơi nước được cấu tạo từ cùng một phân tử nước nhưng chúng lại có hình dạng và thể tích khác nhau? Để trả lời được câu hỏi này thì thầy và các em cùng nhau tìm hiểu bài 28 Cấu tạo chất, thuyết độc học phân tử chất khí. Nội dung của bài này thì nó gồm có hai phần lớn. Phần lớn thứ nhất chúng ta nói về cấu tạo chất. Thì trong phần lớn thứ nhất này nó gồm có 3 nội dung nhỏ. Đó là các chất được cấu tạo như thế nào. Thứ hai là giữa các phân tử cấu tạo nên các chất này có tương tác nhau không. Và thứ ba, vì sao các chất tồn tại ở thể rắn, thể lỏng và thể khí. Nội dung lớn thứ hai chúng ta nói về thuyết động học phân tử chất khí. Thì trong nội dung lớn thứ hai này nó cũng gồm có 2 nội dung nhỏ. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái nội dung của thuyết động học phân tử chất khí. Và thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về khí lý tưởng. Chúng ta đi vào nội dung lớn thứ nhất, nói về cấu tạo chất. Trong chương trình vật lý lớp 8 thì chúng ta đã được biết các chất được cấu tạo như thế nào. Ở đây thầy chỉ nhắc lại cho các em thôi. Ở đây thầy xét 3 cái thể rắn, thể lỏng và thể khí. Là mô hình là các cái hạt cấu tạo nên các cái chất này nè em. Này thì mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, nó rất nhỏ và được gọi là các cái phân tử. Đây, các cái phân tử. Cho nên ký đầu tiên về những điều đã học về cấu tạo chất, đó là các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. Như vậy là các cái phân tử cấu tạo nên vật chất này, chúng không đứng yên mà nó luôn chuyển động không ngừng. Chính vì sự chuyển động không ngừng này, khi nó chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Đây là 3 cái nội dung cơ bản mà chúng ta đã được học trong chương trình vật lý lớp 8. Thầy chỉ nói nhanh qua cho các em nắm thôi. Như vậy là các cái phân tử cấu tạo nên các cái chất này nó có tương tác nhau hay không? Nếu có thì lực tương tác này có những đặc điểm. Điểm gì? Sang phần số 2 chúng ta sẽ nói về cái lực tương tác phân tử. Giờ mấy em là cứ tưởng tượng rằng hai cái phân tử đứng cạnh nhau được nối vào hai đầu của một cái lò xo. Các trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất, lò xo chúng ta bị nén lại. Đây, lò xo bị nén lại. Thì trên lò xo lúc này sẽ xuất hiện một cái lực. Lực này sẽ đẩy hai phân tử này ra xa nhau.
Rồi, trường hợp thứ hai là lò xo chúng ta bị kéo giãn thì trên lò xo lúc này sẽ xuất hiện lực, lực này sẽ hút hai cái phân tử này lại gần nhau. Trường hợp thứ ba, lò xo chúng ta không bị kéo giãn cũng không bị nén, thì lúc này là lực hút và lực đẩy nó sẽ cân bằng nhau. Như vậy rõ ràng là hai phân tử đứng cạnh nhau thì nó vừa xuất hiện lực đẩy, lực hút. Như vậy là lực đẩy và lực hút này người ta gọi đó là lực tương tác phân tử. À, vậy cho thầy biết coi lực tương tác phân tử là gì? Thì mấy em chỉ nắm một cách đơn giản như thế này. Lực tương tác phân tử đó chính là lực hút và lực đẩy giữa các phân tử. Vậy là lực tương tác phân tử này có những đặc điểm gì? Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy nó sẽ lớn hơn lực hút. Trường hợp ngược lại là khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút lớn hơn lực đẩy. Và khi khoảng cách giữa các phân tử rất lớn thì lực tương tác phân tử là không đáng kể và xem như bằng không. Như vậy chỗ này có thể là mấy em kết luận như thế này. Lực tương tác phân tử thì bao gồm cả lực đẩy và lực hút. Lực đẩy mình có thể lớn hơn lực hút, có thể nhỏ hơn lực hút và có thể bằng lực hút. Anh ta lưu ý nha. Rồi để minh họa cho cái nội dung này, thầy yêu cầu các em giải thích câu C1 trong sách giáo khoa trang 151. Thì nội dung của câu C1 như sau: tại sao hai thỏi chì có mặt đáy phẳng đã được mài nhẵn tiếp xúc với nhau thì chúng hút nhau? Còn tại sao hai mặt không được mài nhẵn thì lại không hút nhau? Chúng ta dựa vào nội dung của lực tương tác phân tử giải thích cái câu hỏi C1 này. Thì câu này có thể được giải quyết như sau: nếu như hai mặt tiếp xúc không mài nhẵn thì khoảng cách giữa các phân tử rất xa nhau, cho nên lực hút là không đáng kể, chính vì vậy mà chúng không dính lại với nhau. Còn trường hợp là hai mặt tiếp xúc được mài nhẵn thì khoảng cách giữa các phân tử là ở rất gần nhau, chính vì thế mà cái lực hút giữa các phân tử là rất lớn. Chính vì lực hút giữa các phân tử rất lớn này, nó làm cho hai cái thỏi chì chúng ta dính lại với nhau. Đó là câu trả lời câu hỏi C1. Tương tự về nhà các em giải thích cho thầy câu hỏi C2. Về nhà nhớ giải thích. Hôm sau trả bài thầy sẽ hỏi câu này. Như vậy là trong tự nhiên chúng ta thường thấy các chất tồn tại ở thể rắn, thể lỏng và thể khí. Như vậy là chúng có những đặc điểm gì khác nhau? Chúng ta sang nội dung thứ ba: các thể rắn, lỏng, khí. Ở đây thầy có là kim loại. Kim loại này là nó ở thể rắn nè các em. Đây là chất lỏng. Và ở đây là các khí trong các cái khinh khí cầu này, thì nó là cái thể khí. Đây là cái mô hình cấu tạo phân tử của các cái thể rắn, thể lỏng và thể khí. Đây. Như vậy là chúng ta sẽ so sánh thể rắn, thể lỏng, thể khí thông qua các nội dung sau đây.
Thứ nhất chúng ta nói về khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên nên chúng. Thứ hai là chúng ta nói về lực tương tác phân tử. Và thứ ba là chúng ta nói về hình dạng. Thứ tư chúng ta nói về thể tích. Thì để so sánh những cái nội dung này thì thầy đã tóm tắt ngắn gọn trong cái bảng sau đây. Đây là cái bảng tóm tắt về cái nội dung nói về khoảng cách phân tử, lực tương tác phân tử, thể tích và hình dạng của nó. Đầu tiên chúng ta nói về thể rắn. Thể rắn thì khoảng cách giữa các phân tử thể rắn là rất nhỏ. Chính vì khoảng cách giữa các phân tử thể rắn là rất nhỏ cho nên lực tương tác giữa các phân tử thể rắn là rất lớn. Mà lực tương tác giữa các phân tử thể rắn là rất lớn dẫn đến thể rắn chúng ta có thể tích và hình dạng xác định. Đấy, có thể tích và cái hình dạng xác định. Còn đối với thể khí thì khoảng cách giữa các phân tử thể khí là rất lớn cho nên lực tương tác giữa các phân tử thể khí là rất nhỏ. Chính vì vậy mà thể khí không có thể tích xác định. Còn hình dạng của thể khí thì nó sẽ chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. Nhớ là thể khí thì nó sẽ chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. Và thứ ba là chúng ta nói về thể lỏng. Đây, thể lỏng là các phân tử thể lỏng thì nó có khoảng cách lớn. Đây là cái chất trung gian. Đây, trung gian giữa thể rắn và thể khí. Và lực tương tác giữa các phân tử thể lỏng đó thì nó sẽ lớn hơn thể khí và nó sẽ nhỏ hơn thể rắn. Nói tóm lại chỗ này là lực tương tác giữa các phân tử thể rắn là lớn nhất, còn lực tương tác giữa các phân tử thể khí là nhỏ nhất. Còn thể lỏng là trung gian giữa thể rắn và thể lỏng, thể khí. Chính vì cái lực tương tác giữa các phân tử thể lỏng lớn cho nên thể lỏng nó sẽ có thể tích xác định. Và hình dạng của nó sẽ phụ thuộc vào phần chứa nó. Tức là cái thể tích của chất lỏng là xác định, còn cái hình dạng của nó là còn phụ thuộc vào cái phần cái bình chứa nó. Ở đây thì nói luôn là ví dụ như là nước mà chúng ta đổ vào trong cái ca thì cái phần hình dạng của nó sẽ có cái phần mà nằm ở trong cái ca đó. Ví dụ như cũng là lượng nước đó mà chúng ta đổ vô cái chai thì hình dạng của nó sẽ là cái chai. À, cái phần đó chúng ta lưu ý. Đó là chúng ta đã nghiên cứu xong phần nội dung lớn thứ nhất của cái bài học hôm nay. Sang nội dung lớn thứ hai, chúng ta sẽ nói về cái thuyết đồng học phân tử chất khí. Trong cái nội dung lớn này, đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái nội dung cơ bản của thuyết đồng học phân tử chất khí. Chúng ta sẽ đối chiếu cái nội dung của thuyết đồng học phân tử chất khí này với cái nội dung cấu tạo chất nói chung, coi có những điểm gì giống và khác nhau. Nội dung thứ nhất, chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Thì cái phần này cũng giống như là cấu tạo chung của các chất thôi, không có gì thay đổi. Nội dung thứ hai, các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng. Chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao. Bên phần cấu tạo chất nói chung thì các phân tử cấu tạo nên vật chất thì nó chuyển động không ngừng. Ở đây chất khí, đó dành riêng cho chất khí thì nó có cái thêm từ hỗn loạn. Cái thêm từ hỗn loạn nó hơi khác chút xíu thôi các em. Và các phân tử khí mà chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao. Thì phần này cũng giống như là cái phần cấu tạo chung của các chất thôi, không có gì khác. Khi chuyển động hỗn loạn thì các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình, gây áp suất lên thành bình. Thì chỗ này thầy có thể giải thích thêm như thế này.
Đó. Một phân tử khí, hai phân tử khí va chạm vào thành bình thì nó không đáng kể. Nhưng mà chúng ta đã biết là một khối khí thì có vô số phân tử, và vô số phân tử này mà nó va chạm vào thành bình thì sẽ gây ra một cái lực lớn lên thành bình, và lực này chính là cái áp suất lên thành bình. Đấy. Thì đây là ba cái nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. Bây giờ là trong tự nhiên chúng ta là tồn tại các cái chất khí như là oxy nè, khí hydro nè, khí nitơ vân vân. Thì nói đến chất khí này thì các phân tử của nó là những phân tử có khối lượng, có kích thước, có lực tương tác giữa các phân tử. Và người ta gọi các cái loại khí này đó chính là khí thực. Như vậy như là nếu người ta bỏ qua cái kích thước, bỏ qua lực tương tác phân tử khi chúng chưa va chạm nhau, thì lúc này chúng ta có loại khí gì? Đó chính là khí lý tưởng. Bỏ qua kích thước thì có thể xem chất khí, phân tử khí chúng ta đó là một chất điểm, đúng không nào? Như vậy khí lý tưởng là gì đây? Chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm. Sau này người ta hỏi mình khí lý tưởng là gì thì trả lời cho này, nó là chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và nó chỉ tương tác với nhau khi va chạm thôi. Đó là khí lý tưởng. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần hay lớn của bài này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần vận dụng để mà nắm vững kiến thức hơn. Thì câu hỏi vận dụng đầu tiên có nội dung như sau. Câu số 1. Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng? Nhớ là từ không đúng nha. A. Lực tương tác phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau. B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử. C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử. D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta có một cái nội dung mà nãy thầy đã kết luận cho các em đó. Nói về lực tương tác phân tử thì lực hút có thể lớn hơn, có thể nhỏ hơn và có thể bằng lực đẩy phân tử. Vậy là chúng ta thấy cái đáp án C này là có cái từ không thể lớn hơn. Vậy là câu này là câu không đúng. Cho nên chúng ta sẽ chọn C. Câu hỏi vận dụng thứ hai. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Câu thứ nhất, các nguyên tử phân tử đứng sát nhau, giữa chúng không có phản cách. B. Các nguyên tử phân tử đồng thời hút nhau và đẩy nhau. C. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác các phân tử ở thể lỏng và thể khí. Chúng ta sẽ đi trả lời từng câu hỏi một. Đối với câu A này, các nguyên tử phân tử đứng sát nhau, giữa chúng không có khoảng cách. Đúng hay sai? Chúng ta đã biết là các chất được cấu tạo từ các phân tử nguyên tử, và giữa các phân tử nguyên tử này có khoảng cách, cho nên khẳng định không có khoảng cách là câu sai. Câu A sai. Câu B, các nguyên tử phân tử đồng thời hút và đẩy nhau, tức là các phân tử cấu tạo nên cái vật chất thì có thể hút, có thể đẩy nhau. Thì hai lực này nó sẽ xuất hiện đồng thời.
Nếu hai phân tử gần nhau thì lực đẩy lớn lực hút, nếu hai phân tử xa nhau thì lực hút lớn lực đẩy. Đấy, tức là hai lực này nó sẽ tồn tại song song với nhau. Cho nên câu này là câu đúng. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và thể khí. Thì trong lực tương tác giữa các phân tử, thì lực tương tác giữa các phân tử thể rắn là lớn nhất, lực tương tác giữa các phân tử thể khí là nhỏ nhất, còn lực tương tác giữa các phân tử thể lỏng là trung gian, tức là nó lớn hơn thể khí và nó nhỏ hơn thể rắn. Như vậy là lực tương tác giữa các phân tử thể rắn là lớn nhất, cho nên câu này là câu đúng. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài 28 cấu tạo chất thiết động học phân tử chất khí. Thì nhiệm vụ của các em về nhà làm cho thầy cái yêu cầu sau đây: học bài và xem trước bài 29, bài 30. Thầy chúc cho các em có nhiều sức khỏe và học tập tốt. Chào tạm biệt các em.